Anh Hiếu để lại cho em cái gương. Khổ, bỏ tay ra. Tháng cô hồn ấy là không được để gương trong phòng, hiểu không? Đêm mình ngủ nhá, cô hồn bước từ trong gương ra bóp mình chết tỏi đấy. Khiếp, trước giờ em để mãi các sao đâu, bây giờ anh kiêng kỵ làm gì? Trước ngu thì không biết, nhưng bây giờ biết rồi ấy, thì mình cũng nên có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, hiểu không? Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Mày, cái Quỳnh, cái Tuyến phải kiêng như lời tao dặn. Mang cất hết gương trong phòng đi, hết tháng 7 âm lịch lại mang ra. Hiếu ơi, sao tháng 7 âm lịch phải kiêng nhiều thế? Thì là tháng cô hồn đấy. Bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 7 âm, Diêm Vương dưới địa phủ sẽ mở quỷ môn quan để cho quỷ đói trở về với dương gian. Cửa này sẽ đóng lại vào nửa đêm ngày 14 tháng 7. Khi quỷ đói trở về với dương gian, nó sẽ nhũng nhiễu quấy phá và có thể là bắt hồn của người sống hoặc gây xui xẻo đến cho người bị mắc phải. Đèn nhất ấy, là gặp phải hồn ma ngạ quỷ có thể mất mạng như chơi đấy. Nên là trong cái tháng này phải kiêng kỵ rất nhiều. Khiếp, nghe mày nói kinh thế. Này, thế phải kiêng những gì nữa? Nhiều lắm. Ví dụ như là đi ngủ buổi đêm à, không được phép để giày dép chĩa mũi vào giường. Rồi là đêm mà ngủ ấy, nghe thấy tiếng ai gọi mình thì không được phép thương, không được phép trả lời. Không được phơi quần áo qua đêm nữa này. Rồi là trong cái tháng này tốt nhất là không nên mua bán cái gì cả, rõ chưa? Ôi dồi ôi, sao mà phải kiêng nhiều thế? Ê chú mẹ ơi. Gì đấy? Đi săn sale quần áo giá rẻ không? Chú Hoàn mới nhập một lô quần áo có giảm giá đấy. Đi luôn, anh Hiếu ơi, đi. Đi cái gì mà đi? Ai cho đi? Ở nhà. Ô mày dở à? Đi săn sale quần áo thì có gì mà không cho đi? Vì đây là tháng cô hồn. Tháng cô hồn không có mua bán gì cả. Hết ngày 14 tháng 7 âm ấy, thích mua gì thì mua, hiểu không? Ừ, mua cái áo thôi có gì mà căng. Đừng nói là cái áo nha. Kể cả cái nịt chúng mày cũng không được mua trong cái tháng này. Ta bảo rồi, cứ qua 14 tháng 7 âm thì mua cái gì thì mua, hiểu không? Tao nói mà không nghe nha. Mà ám ấy, đừng có bảo tao cứu. Cái thằng này sao tự dưng nay khó ở đấy nhỉ? Thôi, thế thì yên lành. Đi nấu ăn đi. Mà đấy, tao thông báo luôn này. Trong hai cái tuần này ấy, không có nấu nướng ăn uống gì cả nhá. Cái chỗ mà mình hay nấu ăn ấy, chỗ đấy nó là đồng không mông quạnh, rồi là cây cối tùm. Thế nên là nhiều cô hồn lang thang vất vưởng, không nấu nướng gì nữa cả. Cô hồn nó nhập cho chết tòi. Ui, thế thôi, không ăn uống gì nữa cho nó lành. Mà chúng mày ấy, trong cái tháng này cũng không được đi ra ngoài đêm muộn, hiểu không? Nếu mà đi một mình, ví dụ mà có đi ra ngoài nhá, ai gọi không được ngoảnh đầu lại, mà chân ấy phải đi chậm lại, không được phép chạy, cũng không được phép thưa, nhớ chưa? Ồ, chạy thế? Chúng mày mà chạy, chúng mày mà thưa ấy, mà bắt hồn chúng mày luôn. Ôi, tao khổ quá là tao gọi. Tao gọi. Tao bảo không được phơi quần áo qua đêm mà. Mày phơi qua đêm mày không cất à? Ôi thì chết. Tự nhiên em quên mất. Mày đi ra kia bẻ tao cành dâu đi. Ơ, nhưng mà làm gì anh Hiếu? Không phải hỏi, nhanh đi. Vâng. Hồn ma ngạ quỷ, cút khỏi quần áo tao. Cút. Hồn ma ngạ quỷ, cút khỏi quần áo tao. Cút đi. Cút. Hồn ma ngạ quỷ, cút khỏi quần áo tao. Cút đi. Chán thật. Không được trộm quà, không được trêu chó, không được nấu ăn, không được ra đồng bắt tôm bắt cá. Cái tháng này ai nghĩ ra mà làm khổ bọn mình thế nhỉ? Công nhận, chán thật đấy anh chị ạ. Hay là về nhà em nấu ăn đi. Ừ, được đấy. Thảo. Dạ. Ô. Mày à. Dạ, mày dạ. Ơ, sao anh không em? Tao dặn bao lần rồi, hả? À, trong cái tháng cô hồn này, ra ngoài đường ấy, ai gọi không được thưa, không được quay lại cơ mà. Mày dạ cái gì? Khổ quá, em chỉ trả lời theo bản năng thôi. Với lại là em nghe thấy tiếng của anh thì em mới trả lời chứ. Mày ngốc lắm. Cô hồn ấy,
nó có thể giả dạng này, giả giọng để bắt hồn mày đi nhập vong nó vào người mày đấy. Eo ơi, anh nói mà em cứ tưởng như kiểu là có 10 con ma, 10 con quỷ đứng chầu trực vòng quanh bọn em để rình ăn tươi nuốt sống bọn em ấy. Ôi dồi ôi, cậu nói đổi cả gai ốc lên rồi này. Thế sao? Cái gì đấy? Mắt mũi chúng mày này trang trí à? Ê, bọn tao vừa cướp được đồ cô hồn này. Cái gì? Cướp cô hồn là sao chị? Là nhà cô Tuyết vừa mới cúng cô hồn, bọn chị cướp luôn, vui lắm, tháo đi không? Cái gì? Này, ai bảo chúng mày đi cướp giật cái đồ cúng cô hồn ấy, hả? Thì bọn tao thấy trên TV ấy, ở trong miền Nam họ cướp cô hồn vui lắm. Thế là chúng mày đi tranh cướp đồ ăn với cô hồn đấy. Thì tao thấy trong đấy họ làm thế mà, thấy vui mà có làm sao đâu. Ồ, thế bọn tao lại làm sai à? Thôi được rồi, hai anh em mày đi hái rau đúng không? Cho bọn tao đi với. Chán chúng mày lắm. Có gì đâu chán. Chúng mày xác định rồi. Sai sửa gì đâu. Ô rơi à? Xin nhá. Chúng mày hái nhanh lên, trời sắp tối đấy. Ê ơi. À đâu chết rồi. Ê, đau bụng quá. Đi đồng cái đã nhá. Em đi với. Ừ. Mày canh cho chị nhá, xong rồi chị lại canh cho mày. Quỳnh ơi, đang thắng 7 cô hồn thế này mà đi đồng, cô hồn nó nhìn thấy hết đấy. Ôi giời ơi, ai thèm nhìn. Ấy, với lại là cái Thảo nó cầm cái bao tải nó che cho tao rồi, không thấy được đâu. Đi Thảo. Cẩn thận nhá, cô hồn có tài nhìn xuyên thấu đấy. Cô hồn này cô đơn cũng phải đi vệ sinh chứ. Hùng ơi. Nào. Cấm được nhìn quay lại. Cấm được nhìn ra. Ở đây cô hồn vất vưởng nhiều lắm. Nó giả giọng để bắt hồn chúng mày đấy. Nhìn vào mặt tao. Tập trung hái rau đi. Anh ơi. Đây rồi. Chị vào đây xong mày quay cho chị nhá. Vâng. Quỳnh ơi. Dạ. Chị Quỳnh, sao chị lại thương? Nhớ bị ma bắt thì sao? Ô, chị Quỳnh ơi, chị bị làm sao đấy? Ô, cái Quỳnh nó sao đấy? Ô Thảo ơi, sao Quỳnh cười như bị điên thế này? Lúc nãy có giọng cô Tuyết gọi chị Quỳnh, chị ấy không nhớ ra nên là chị ấy thưa. Bọn em quay lại thì không thấy cô Tuyết đâu cả. Xong rồi chị bị như này này. Ôi, tao đã dặn đi dặn lại chúng mày là ai gọi không được thưa cơ mà. Chết rồi, nó bị cô hồn bắt hồn đi rồi đấy. Nhưng mà bọn em quên mất rồi, bây giờ phải làm sao hả anh Hiếu? Giờ chỉ còn cách cũng gọi cô hồn nữa chứ làm sao nữa. Thế khi nào gọi được hả anh? 12 giờ đêm. Thế giờ làm gì cho đến 12 giờ đêm? Thôi bây giờ cứ cộng nó về nhà tao đi xong rồi tính. Thôi chết rồi anh Hiếu ơi. Con ma này là con ma đói nhập vào chị Quỳnh rồi. Này, con quỷ đói chưa? Mày đừng tưởng mày mượn thân xác bạn tao mày nhập vào bạn tao mà mày đòi ăn nhá. Bọn tao làm gì có tiền. Nếu không cho tao ăn ấy, tao bóp cổ bạn mày chết to cho chúng mày xem. À, mày dọa à? Mày thử làm đi. Ôi, bỏ bàn tao ra, không được giết bàn tao. Ôi dồi ôi, giữ tao lại. Ôi dồi ôi, mày. Ôi dồi ôi, chị Quỳnh ơi, bình tĩnh lại chị ơi, bình tĩnh lại đã. Muốn ăn khoai tây chiên, muốn ăn gà chiên cơ. Ôi dồi ôi, anh Hiếu ơi, em bảo thôi, anh đi mua cho chị đấy đi. Không phải chị ấy khỏe quá em không giữ được đâu. Rồi, ôi, được mấy đồng tiết kiệm lại phải cúng cho cái con này. Thôi, cậu đi mua cho nó đi, rồi tính sau. Rồi, ôi, mất. Hai cái mày giữ vào đây đi.
Thế là đi toi 70 cành của tao. Không biết nó có ăn hết không nhỉ? Mà kể ra nó không phải là ma thì tao cũng xin nó một miếng ấy. Không ăn đâu, nó ăn caramel cơ. Ô mày điên à, con điên à? À tao không phải nhà hàng đâu mà mày đòi lắm thế. Tao không điên, tao có ăn phải giờ muốn uống trà dương à. Ờ tao hết tiền rồi đừng có bảo tao nữa. Không, tao uống trà dương. Ai đổ, uống trà dương. Ai đổ, ai đổ, ai đổ, ai đổ, chúng mày cứu tao. Ai đổ, ai đổ, ai giúp, ai đổ, giúp dần nó ra. Ai đổ, cuối cùng con ma nó cũng chịu ngủ rồi anh chị ạ. Này Dung Mai, ra ngoài bàn chuyện, nhanh. Tao muốn cơm rang thập cẩm, tao muốn thạch dưa hấu, tao muốn kem. Thôi mày ơi, tao quỳ xuống, tao van, tao xin mày đấy. Múa tao xem. Múa. Múa đi. Mày đừng có mà lắm chuyện. Múa. Chúng mày không múa đúng không? Tao đâm đầu vào tường nó chết thì chúng mày. Thôi được rồi. Để tớ múa cho mày xem nhá. Không, tao không thích mày múa. Mày múa cho chó xem ạ. Đi, bảo cái Thảo nó múa cho xem, nó múa đẹp lắm đấy. Không, tao muốn mày múa. Mày với thằng Bắt Cận này múa cho tao xem. Vừa múa vừa hát bài Lồi A. Bài Lồi A là cái loại bài gì? Bài A Lôi, múa đi. Wow, sao con ma này nó hiện đại thế nhỉ? Bây giờ dưới địa phủ nó cũng bắn A Lôi à? Này, giờ mày có đâm đầu vào đâu chết này, tao cũng không làm cái trò ô nhục thanh danh để mua vui cho mày thế đâu, nhá. Rồi, thế để tao chết. Thôi, để tớ khuyên Hiếu. Này, cậu không nghe câu chiều như chiều vong à? Cậu chiều cậu ấy tí đi, chị yên chuyện. Đúng rồi đấy, hai anh cố tí đi. Chỉ có mấy bọn em biết thôi. Với lại bọn anh làm vì đại sự chứ có gì đâu mà nhục. Thôi được rồi. Mày nhớ cái mặt mày, khi nào mày khỏi tao hành lại mày gấp đôi. Đúng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Yo. Tại vì thích em nhiều quá nên em lại nói là à rồi. Cũng tính solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả. Một nhà em có mấy quả đột thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng anh lại nói là à rồi. Cũng tính solo hip hop cùng với trai bảy hồn chín bia. Quỳnh Đỗ 18 tuổi, mau về đây. Con ma kia trả hồn được người ta nào. Ma ơi. Con ma này, mày không thoát hồn khỏi xác bạn tao à? Tao cho mày đau đớn. Mày còn ái giả. Đã thế nhá. Mày cút đi. Mày cút đi. Ai muốn ăn cứu con? Cút đi. Mày cút. Cút ra. Thôi anh. Anh mà đánh nữa là chị ngất, chị chết đấy. Nào, không được mềm lòng nhá. Tao phải đánh để cho con ma nó thoát khỏi xác của con Quỳnh ra. Nếu không nó mới chết đấy, mày hiểu chưa? Về chỗ. Mày. Quỳnh ơi. Quỳnh. Quỳnh ơi, Quỳnh. Tỉnh dậy đi Quỳnh ơi. Đau đấy. Ô, nó tỉnh rồi kìa. Này, ngồi dậy. Mày nhận ra bọn tao không? Hỏi cái gì vớ vẩn đấy. Bố nướng mày có thành cho tao cũng nhận ra mà. Ui, may quá. Cái giọng côn đồ này đúng là chị Quỳnh rồi. Ô, sao lại về nhà tao ấy? Mà người tao đau như kiểu có ai đánh ấy. Anh Hiếu đánh chị đấy. Thằng kia, sao mày đánh tao? Thằng này bỏ ra cho nó nói. Chị bị vong hồn nhập vào. Anh Hiếu phải đánh chị để trục vong đấy. Mày dám đánh tao á? Tao đấm chết mày! Ai dồi ôi! Ai dồi ôi! Tao giúp mày mà! Ai dồi ôi! Đúng rồi! Chuyên đại! Ai dồi ôi! Còn khốn nạn,
Mình cứu nó mà nó lại đánh mình đau như thế này. Lần sau nó đừng hỏng mà tao cứu nữa. Mà cái bọn này lạ thật ấy. Không thấy bóng dáng đứa nào đâu ấy. Hôm nay chả biết nó đi. Cái gì nó nhảy cho. À. Trời ơi, thằng giả người. Man đẹp hay không cũng không biết, thế mà đòi làm thầy cúng. À, tớ đề nghị là úp cái clip về lên trang của trường cho mọi người xem cùng cho vui. Vơ vẩn, đứa nào mà up nhá, là tao phô nó, là chúng mày rủ tao giả giọng cô Tuyết để lừa thằng Hiếu là cái Quỳnh bị cô hồn nhập vào người. Đúng đấy anh chị ạ. Anh Hiếu mà biết nha, anh ấy đấm tất cả bọn mình đấy. Rồi, không úp thì thôi. Nhưng mà chúng mày thấy kế hoạch của tao hay không? Cho thằng Hiếu một trận để nó bớt cái tật mê tín đi, làm khổ bọn mình, không làm được cái gì cả. Cậu giả vờ bị vong nhập thì được ăn bao nhiêu là đồ ngon, bọn tớ có được ăn cái gì đâu. Ồ, thế lúc tao bị thằng ấy nó cút roi thì ai kêu hộ cho. Này. Gì? Dẫn bọn tao đi đâu ấy? Đi nấu ăn. Ồ, đi nấu ăn á? Ừ. Thế không kiêng kỵ nữa à? Kiêng cái gì, kiêng làm cái gì cho nó mệt. Hiếu ơi. Dạ. Ôi. Tôi chết rồi. Cô Tuyết đâu? Sao nó ngu thế nhỉ? Nó bảo bọn mình không được thương mà chính nó lại là người lên tiếng. Nhưng mà lại không thấy người gọi. Liệu có phải bị vong nhập thật không nhỉ? Mà sao nó bị vong nhập giống tao thế nhỉ? Con ma đói này chắc là ma VIP đấy. Ngày xưa còn sống chắc là làm quan, nên giờ toàn đòi ăn cao lương mỹ vị thôi. Nô tì đâu? Tao muốn ăn yến chứ sao? Dạ bẩm đại nhân, bọn con hết tiền rồi ạ. Ngươi mà không cho ta ăn yến sao? Ta sẽ tru di tam tộc ngươi. Anh chị ơi. Tối nay nhá, lại phải trục xuất con ma quan lớn ở trong người anh Hiếu ra rồi.